Chính phủ đang có nhiều nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế. Điều quan trọng bây giờ là nhà đầu tư cần khởi động lại các kế hoạch đầu tư một cách tích cực, khôn ngoan và phù hợp với khẩu vị rủi ro của mình. Đây là thông điệp được đưa ra tại Diễn đàn cấp cao Cố vấn Tài chính Việt Nam 2023, lần đầu tiên được Báo Đầu tư phối hợp với Cộng đồng Cố vấn Tài chính Việt Nam tổ chức. Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương khẳng định, tình hình thế giới từ đầu năm đến nay tiếp tục biến động nhanh, phức tạp. Các doanh nghiệp nói riêng, cả nền kinh tế nói chung đang phải bơi trong dòng xoáy khó khăn. Để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế phục hồi và phát triển, Bộ Kế hoạch Đầu tư đã tham mưu Chính phủ, báo cáo Bộ Chính trị về việc sửa đổi, bổ sung một số cơ chế, chính sách liên quan đến sản xuất, kinh doanh và đầu tư. Đây là những vấn đề cấp thiết cần khẩn trương sửa đổi, hoàn thiện để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Với hai phiên thảo luận chuyên sâu, các diễn giả tham dự diễn đàn cùng phân tích, cung cấp cái nhìn toàn cảnh về kinh tế toàn cầu cũng như kinh tế vĩ mô của Việt Nam, đặc biệt là thị trường tài chính, tiền tệ, những thách thức và cơ hội, các triển vọng trong tương lai, từ đó đưa ra giải pháp nhằm phát triển các thị trường này.